Nói chứ nhá, nói tất cả bạn, mọi người không phải bảo tôi thuê ai, tôi làm gì. Tại vì tôi muốn ý, là tôi tự làm, anh em không phải bảo tôi làm gì, đúng không? Thế tôi, mọi người yên tâm, tôi muốn thì nó sẽ là muốn, mọi người yên tâm, hiểu không? Còn không muốn thì nó là không muốn. Còn bây giờ ấy, và tôi muốn thử xem mà có chơi không? Alo. Đợi làm job xong nữa, Valorant mới chuyển 20 triệu, mới chuyển 30 triệu, mới chuyển 40 triệu. Mới chuyển 40 triệu thì mày. Vui không? Trời, hôm qua hơi bị vui luôn á. Cái gì mà chơi cái gì mà. Nè, bây giờ tôi có một cái rồi, tôi thiếu cái còn lại. Ai? Bây giờ tôi cần một người. Tôi cần một người viết nhạc cho tôi bài Hóa ra là anh delete. Hóa ra là anh delete. Tôi cần một người viết cho tôi bài Hóa ra vì anh delete. Mà trong cho tôi có đoạn hook thôi. Rồi bảo mình xem làm cái gì. Xem cái đá chim hoài. Đá chim hoài. Tâm mình. Uầy. Người ta bảo là qua một phút. Qua một phút là không bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa này. Các ông nghe bài đấy chưa? Ngày xưa có bạn Hoàng sáng tác bài đấy này. Xíu. Uầy. Alo. Alo, nghe. Alo. 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 Alo, sao nghe được gì nhỉ? Sao mic bị điếc à? Sao không nghe được mic cậu? Cậu điếc à? Cậu thử nói là bếp đẹp trai tôi nghe được không nào? Alo. Không nghe được, cậu thử nói cái gì đi xem tôi nghe là xem nghe được. Mình còn câu nào khác không? À, nào khác không? Alo. Nghe chưa? Alo. À nghe được rồi, cậu không nghe được tôi nói gì à? Tôi nghe rõ chứ. Ờ kìa, sao tôi thế cậu, sao bạn nghe rõ quá. Tôi gọi cho bạn xong bạn bảo là không biết tôi nói gì. Không, tự nhiên cái khúc giữa nó bị mất mic. À khúc giữa nó bị mất mic à? À không phải, lúc nãy tôi không nghe tiếng mic của bạn. Thì tôi thử bảo là bạn thử nói câu là đẹp trai cho tôi nghe được không? Alo. Thế bạn thử nói câu thế bạn nói mất mic gì vậy? Thế bạn thử nói câu xe lít hai bánh đi xem tôi nghe được không à? À xe lít hai bánh. À nghe được à? À thế thì mic cũng được đấy nhở? Được. Xong rồi bạn nói thử một câu nữa để tôi xem chắc chắn mic của bạn rồi. Tôi sẽ đi xe lít hai bánh từ Sóc Trăng về Lạng Sơn, tôi nghe thử xem nào. Lạng Sơn ở đâu vậy má? Trời ơi, không biết Lạng Sơn đâu trời. Mà tại sao lại là Lạng Sơn? Thì ai biết, thì đang nói thử để xem có nghe được không. À tôi sẽ đi xe lít hai bánh từ Sóc Trăng về Lạng Sơn. Thôi được rồi, nghe được rồi. À tôi định hỏi bạn là không biết là hôm nay bạn có rảnh không, bạn có tập trong băng cơ, bạn đã kiểu đã giãn ra chưa? À nó cũng hơi giãn giãn rồi đó. À hơi giãn giãn à? Hơi giãn giãn rồi, hôm bữa là hơi căng. Hơi căng à? Thế hơi giãn giãn hôm nay đã êm được chưa? Ô, mới hôm qua tôi thấy bạn bắn gì kinh lắm mà, bắn với cả kiểu nghĩa nghĩa gì ấy. Đấy. Nghĩa hả? Hôm đấy. Qua là nó còn hơi nhức mà đã đỡ rồi. Không có, đây này, mới hôm qua này, sâu mách gì mà ngày lễ tình nhân đây. Ủa, cũng biết hả? Đây này, thế hôm qua thắng hay thua? Hôm qua thắng 4-1. À, 4-1 cơ? Đúng vậy. Thế do anh leo gà? Hay là do bạn bắn hay? Do tụi tôi hiểu ý, ăn ý. Hiểu ý, ăn ý á? Đúng rồi. Tức là từ thang điểm 1 đến thang điểm 10 thì là ví dụ cái độ hiểu ý và ăn ý nó là chấm được trên số điểm mấy hả bạn? Tôi nghĩ là 9/10 á, tại vì tụi tôi thua có một game mà. Còn lại tôi thắng hết. Thế sao tôi với bạn bắn lại toàn thua hả mà? Chắc là mình thiếu cái gì á. Giữa chúng ta còn thiếu cái gì á. Thế là ví dụ mà tôi bắn với bạn như thế thì bạn thử chấm thêm là cái độ tinh ý của mình là mấy điểm? Tôi thấy tôi bắn với bạn là kiểu như mình thua nhiều hơn thắng thì tôi nghĩ là 5 năm thôi. 5 năm ạ. Bạn có muốn vào thể hiện lại một xíu không? Nghĩa bạn chấm 9 điểm mà tôi bạn chấm có 5 điểm thôi à? Thế thì không được rồi. Kiểu như mình, tôi thấy mình thua nhiều hơn mình thắng, mình chưa có được ăn ý lắm á. Uầy, thế thì không được rồi. Thế thì đôi khi hôm nay mình phải nâng lại cái số điểm này lên đúng không? Nâng lại cái số điểm này lên đúng không bạn? Đúng rồi. Thế bạn vào game chưa? Tôi vào rồi. Thế sao bạn vào nhanh thế? Bạn vào bạn chờ tôi đúng không? Đâu? À thế à? Không, tôi mở sẵn rồi, tôi mở sẵn từ đầu rồi. Thế chắc bạn chờ người khác rồi. Đâu?
không phải. Thế chắc không phải chờ tôi, thế tôi xin lỗi vậy. Ơi, sao Valorant không cho tặng tặng quà à? Tặng cái gì? Ô, bạn định tặng tôi cái gì à? Ô, tôi tặng bạn cái hình của cái đua D á. Hình của đua D là cái gì? Trời ơi, thay nhớ thiệt cơ. Vô mở cửa hàng lên ngó cái đi. À thế á, tôi đâu tôi phải. Ơ chết rồi, bây giờ mày update tài hỏng rồi. Thôi chết rồi. Không, không sao, update máy của tôi nhanh lắm. Mạng của tôi đóng 1 triệu một tháng cơ. Nhưng mà bạn có đợi được tôi không? À được, được, được. Đợi bao lâu cũng được. Thật ra? Thật. Thế lỡ, bạn cứ update đi. Thế lỡ tôi update 2 tiếng hay không? Tôi ngồi 2 tiếng tôi đợi luôn. Thế 3 tôi ngồi tôi thoát sâu khang cổ họng tôi đợi luôn. Thế 3 tiếng hay không? Thôi đi ngủ. Ờ kìa, chơi bẩn đấy. Đợi tí thế chắc anh thôi. Nhưng mà ngồi đi gọi bạn nhá. Ok. Ok, để tôi qua ngồi. Ok nha, bạn đợi tôi tí. Đấy, vậy người ta cho tôi đợi 40 giây. Nãy giờ tôi cố tình nói 4 phút. Bên tôi vào Discord, không biết được người ta vào chưa. Để thử xem người ta ngồi sẵn người ta đợi không. Nãy bảo 2 tiếng chờ được. Đủ má, người ta còn đéo vào luôn. Alo. Alo, alo. Alo, cậu nghe được không? Nghe, 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 cậu nghe rõ không? Đâu, cậu bảo là cậu tặng tôi cái gì cơ? Nhưng mà đâu có tặng được đúng không? Cái này á? Tôi đang có UVP nhưng mà hình như Valorant đâu có chức năng tặng đâu. Ủa nhưng mà cái này là cái gì? Cái này là móc, móc súng á? Móc súng? Móc súng? Móc khóa? Thì à thì... thì móc vào súng còn gì? Móc vào súng còn gì đúng không? À đúng rồi. Ủa nhưng mà... Móc vào súng. Thế bây giờ bạn dùng cái nào? Cậu mua cái này cậu móc vào súng cậu đi. Tức là cậu thích khẩu súng nó phải kiểu móc móc khóa lên thì mới được à? Tức phải độ độ một tí à? Không, mấy mình mua cái avatar thôi cũng được. Hồi đấy tôi mua cái bundle luôn, mua avatar thì hôi lông. Đâu? Vậy mua cái bundle đi. À đúng rồi, cậu để cái màu hồng đi. Đúng. Ủa? Rồi, hợp luôn ấy chứ. Tôi phải để màu cam chứ. Sao tôi lại trông ủy mị thế này? Hợp luôn chứ. Tôi trông tôi ủy mị thế này. Ê, tôi vào Night Market của tôi đã. Ê, bạn làm nào trong cái Night Market này của tôi. Bạn thử cú phép cho tôi xem làm nào trong cái Night Market này của tôi có một khẩu khẩu Vandal gì mà bắn hay hay nhở? Bạn bảo bro nhở? Bạn nhở? Arasic! Đúng rồi! Bạn làm sao để trong... À là cái khẩu gai gai góc góc hả? Đúng! Khẩu gì mà bắn hay hay ấy. Bạn được. Ok. Unbelievable. Lại mở đi. Mở cái chính giữa. Màu hồng. Ở kia thôi lại mở dao trước. Mở cái dao lỏ. Bạn ơi, cái này nó giống cái đồ chơi bạn ơi. Bạn phù phép kiểu gì đây? Tôi đã phù phép cái dao đâu. Bạn muốn mở cái súng mà. Ở kia. Thế đây, thế bây giờ bạn tiếp tôi mở ra, tôi mở hai cái xanh nước biển ở bên trái bên phải nhá. Tôi ấm e thì vô cái súng ạ. Ờ, mở đi. Ui. Ôi trời ơi. Không sao bạn ơi. Ui trời ơi. Không, mấy cái thúi lắm, quan trọng là hai cái chính giữa cơ. Ừ, mấy cái này thúi quá. Ê, không phải được không này. Khỏi nó không có hiểu, nó cũng gai đó nhưng mà nó không có gai bằng cái kia. À, cậu thích phải nhiều gai à? Đúng rồi, cái cây kia nhiều gai hơn, mà gai có hiệu ứng nữa. À, gai có hiệu ứng là tôi cũng khó nhỉ. Đây, còn hai cái này cuối đúng không? Còn hai cái này cuối đúng không? Đây. Chắc. Hả? Cái gì đây? Sao tôi vừa nghe như kiểu tiếng mèo kêu hay chó sủa ở đâu ấy? Nó cứ ít gì đấy. À, tiếng bạn nào? Trời ơi, khổ quá. Không phải nó không bắt được mic đâu. Bạn nói, bạn phù phép lại hay sao nào? Tôi nói là ấm bà là tài chấp. Mở đi. Cái gì? Ôi trời ơi. Một khẩu Phantom, khẩu này chắc là Vandal rồi. Quan tâm điện à. Y ông Vandal á, khẩu này có khẩu xịn hơn khẩu tôi không bạn? Ê, cái đó cũng ok. Ui. Nhưng mà tôi thích khẩu Chronovoy hơn. Chronovoy là khẩu nào? Chronovoy cũng giống giống nhưng mà nó quay vòng nó có cái cục. Ui. Cái cục ở giữa nó quay á. Nó sao đẹp? Cái móc móc súng hình cái con gấu hồi nãy á.
Móc súng hình con gấu. Đây á. Móc. Con màu đỏ đỏ này đây á. Đúng 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 đúng. Ui, con này trông. Con này trông nóng nảy lắm. À không không, ơ nó đổi này. Đúng không? Phải nó đổi á. Ơ. Ê, nó giận dữ xong rồi nó bắn trái tim à? Thế nó ám chỉ trong mối quan hệ là một người phải là chó điên, một người phải là kiểu nhẹ nhàng rồi mới khắc chế được người ta này. Thế cậu là nhẹ nhàng hay chó điên? Không, tôi sẽ làm chó điên chứ. Chó điên à? Bạn thử nhìn tôi xem bạn nghĩ tôi có nhẹ nhàng được không? Thế ví dụ mấy khẩu này có đẹp không bạn? Hay là mỗi cây dao thôi? Khẩu đó cũng được thôi. Thế thì mình mua mỗi cây dao thôi. Nhưng mà cậu giàu mà, mua hết đi. Trời ơi, mua gì hồi lòng thế. Nào được mỗi cái dao. Không, màu đen này, từ màu, cậu thích màu nào nhất? Màu tím. Tím trông bóng ấy, thôi được rồi. Ơ sao cái dao nó rụt lại là nào? Rụt lại á? Ừ, tự nhiên nó rụt. Ê, nó dài rồi kìa, thì nó rút lại rồi nó. Sao chứ? Sao? Làm sao mà lại nói nốt đi chứ? Ê nhưng mà từ, skin của tôi đang không đồng bộ nhá. Không. Bạn muốn mua mắt không? Mua mắt thì mình bắn cái gì nhở? Cái gì mà lần trước mình chơi nhở? Ờ được, bắn thử đi. Ok, một game nhá. Ok, để tôi thử xem là tay tôi như nào. Nhưng mà từ lúc mà kiểu ngày xưa ấy, để tôi kể bạn, hồi ngày xưa tôi luôn luôn biết tôi là điểm 10 ấy, nhưng mà từ ngày có người nói tôi làm điểm 5 ấy, tôi đã dần mất đi cái sự tự tin ở trong mình rồi. Đấy, mà tôi cũng không biết, đấy là tôi chỉ mong là người nào bảo tôi 5 điểm ấy nâng lại lên như nào để tôi có lại cái sự tự tin đấy thôi. Gì? Tôi thấy tỷ lệ win của mình là như 40-50 ấy, như 40 á. Cho nên là tôi nghĩ là mình phải nhiều hơn nữa thì mình mới ấy được. Phải nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa mình mới nâng được cái mức đó. Ok. Bao giờ đủ 10 điểm, chơi bao giờ 10 điểm thì thôi. Được chưa? 10 điểm rồi, hợp lý. 10 điểm thì thôi. Đi. Để tôi chứng minh cho bạn tôi là 10 điểm nhá. Để tôi với thầy. Bà tới đây con. Ít díu quen mì này. Rất đâu rồi. Ok xong rồi. Ơ, Win à? Ơ, xong. Mày ngoài á. Mấy thằng này nó chơi game hàng ngày nhưng mà nó vẫn hơi cùi bạn ạ. Không, kiểu như lâu lâu mình trở lại mình mới bắn ghê được, bắn nhiều quá là chất đó. Thế á? Thế được rồi. Thế thì không mua map nữa. Mình vào luôn đi. Đúng rồi. Để xem mình 5 điểm hay là mình 10 điểm nhá. Lần cuối cùng mình bắn đây này. Tôi 22 mạng, có người 8 mạng đây này. Ủa? Vậy là cái đó là lần cuối luôn hả? Ủa, 13, 12 đâu, 12, 13 này. Ủa, lúc đó là không chơi gì luôn á hả? Chơi đâu? Tôi chỉ chơi với mỗi bạn thôi. Người vui vẻ thêm sức mạnh này. Tôi chỉ chơi với mỗi bạn thôi nào ạ. Ê, từ mặt. Đây rồi, đúng rồi. Nhưng mà Ten rất bảo tôi là mic con này. Trong ngày trở lại, tao phải là điểm 10. Nào Mao ơi, chúng ta cần sự nghiêm túc. Chúng ta cần như nào nhỉ? Phải nâng điểm số kết hợp ở trong mối quan hệ tình bạn này lên con số 10 đã. Rồi. Mình nâng luôn cái rank của nhau được không? Chúng ta có thể chơi với nhau. Cái gì? Mình nâng luôn cái rank của nhau á. Ý bạn chê tôi kim cương 2, bạn kim cương 3 thì bạn hơn tôi đúng không? Ý là mình phải cùng nhau nâng nhau lên ấy, bạn hiểu không? Trời ơi, bạn hiểu cái à, gì? À là cùng nhau là cùng nhau bế nhau lên à? Đúng. Rồi. Thế bạn thích được bế hay là thích bế người khác? Tôi thích bế người khác. Hóa ra là hồi tôi xem cái vlog là bạn kiểu tập luyện các thứ đấy là để bế người khác đấy à? Đúng rồi. À. Thế bạn thích được bế hay là thích người ta bế? Tôi thích được bế.
hợp lý quá nè. Đấy, tôi thấy mình ăn ý được xíu rồi đó. Thế bạn thử xem nào, xem bạn có thử bế được tôi không? Nhưng mà từ tôi, dạo này tôi giảm cân tôi nhẹ rồi. Hey team, hey team, what's up? Hello, hello. What's going on, what's going on? Hello. Chết, chết cha rồi, bạn ơi. Sao đồ họa tôi trông đẹp quá, bình thường tôi nhớ cái game nó xấu lắm các bạn ta. Đi đâu rồi ta? Yo, sure, yo, Jet. What's up, Benz? Your name sounds good. My name sounds is good? Is that, Depp? Yeah, Depp as to Amane? Yeah, is that good? Yeah. Yo, what about my name? Flying Benz? Yes, sir. Kinda ass cheek though, but it's okay. Yes, sir! Ủa, thật là nhiều năng lượng thế bạn ơi. I can stun mid here, market, maybe market here. Alright, let's go. I stun jet. We're going in. 3-2-1, flashing market. What? He spammed me! Retrieve the spike. Trời ơi, nó spam tôi bạn ơi. Rồi, tới. Nó spam chết tôi kìa. Điều thế. You can win this, Benz. I trust you. What? God damn! Cái thằng này nó nhiều đấy. Ui, thằng nói nhiều hơn cả tôi tao bạn ơi. Nice try bro, nhiều nice try. Nói quá. Nice try. À ý bạn bảo bạn không thích con trai nói nhiều. Đâu, một người thôi bạn. À tức là một người nói thôi đúng không? Một người thôi, tao nhổ cho hai nó đầu. I think I'm gonna stun early here for the push. Alright. Nhưng mà giọng thằng này hay nhỉ. The fuck? Nó gần có không? Nó đi Garden đấy. Hay. Ui. Hay. Bạn bế tôi lên nào, bạn bế tôi lên nào. Đúng rồi, mình thay phiên nhau. À thay phiên nhau bế mình qua. Thay phiên nhau, thay phiên nha. Bế qua bế lại à? Bế qua bế lại. Được rồi. Tí nữa tới bạn. Được rồi, thằng Sova là bạn A này, con Z bạn mid. Ô, kill joy lên nào. Go back. Go back. Unique, trời ơi. Not sure. Oh, nice shot. Good shit, ISO. Hợp lý, tuyệt vời. What about me? Thấy chưa, tôi có bạn cái thằng này. Thank you. I'm just kidding. Fuck him up, bro. Ủa, tôi có 25 siêu nhưng mà tôi mua siêu 2 bây giờ vẫn mất thêm 500 nữa. Game này nó không cộng dồn à? Cộng dồn mà. Trời ơi. Phải có kiểu cộng dồn các kiểu trả góp chứ. Đây xem rồi có cộng dồn không? Có. Tôi mua 650, 350 nữa thôi là tôi gọn giáp 2 gọt như mía lùi rồi. Được. Để. Nhưng mà Sova nó sẽ bắn lên tí nha. You're careful Sova. Sova có thể bắn lên tí. He's gonna hold that thing. Cái từ này thì Sova nó bắn được lên tí. That, go. Oh. Flashing. Stunning Jenny. I stun Omen. Not sure. Tôi yếu quá, tôi định lướt lên phệt nó bạn ạ. Mỗi tội là nó phệt tôi. Hay bệnh sung lắm. Sung chứ, trời ơi, ba mạng là phải sung chứ. Đép cho đi. Tôi drop được cho bạn này, xong rồi tôi lên giao được. Ồ, hợp lý. Ồ, ai. Hợp lý luôn á, mày tin tôi hả? Tôi đã bao giờ không tin bạn đâu. Tôi sẽ làm nên lịch sử với cây súng này. Nghe coi, đâu, bạn không? Rồi, lên bạn cho tôi thấy lịch sử đi xem nào. Nó. Lịch sử. Hey. Guys, flash through 3 in 3, 2, 1. No, we'll go mid. Come back. Mark it. Xin chào ơi. Hay quá. Được chưa? Ui. Ô, chúng nó chết luôn kìa. Ôi, nó tự luôn à. Nice, good run. Yeah, là sao để tôi lấy tâm của bạn nhỉ? À, hình như là sẹt CC nhỉ bạn. Thử đi. À, sao mọi người bảo SC nhỉ? Đời hên. Bạn thích tâm của tôi à? Bạn dùng mà tôi thích rồi.
chơi Valorant lâu lắm rồi, chẳng còn cái tâm đã nở nữa. Không phải nở, nhưng mà tôi không thích có cái khoảng trống ở giữa hai cái tâm ấy, mà để nó phải bít và khít vào tí. Không thật, không đùa. Kiểu nó phải kiểu nhỏ thôi, cái của tôi nó bị rộng quá. Hết tiền rồi. Wow. Cậu ra đây đi. Ủa, cái giáp nhỏ ông cho tôi xin cái súng được không? Cậu thích là được. Đúng rồi, đã cả. Em 25 giáp và tiền nào tao cũng chết rồi chúng mày ạ. Wait. I think they're gonna push B here. Yeah, maybe. They've got my enemy. One mid piece, market. There's only KJB. I'm low. Okay. Tao mua súng cho cậu. Thật á? Cậu mua Guardian cho tớ rồi. Đâu? Tao mua xong. Quái, nhầm. Không phải đâu, tớ bình thường tớ ăn uống tớ hay thích kiểu đổ muối vào cho nó hơi mặn tí. Nice. Ôi. Cái từ này nó bóp mình cái gì? Từ cứ mình bóp mình. Trời, low 1 HP. Nice. Ôi, hay quá. 3 viên rồi, yếu rồi. Từ mình nó bóp mình. Không ngon kill joy nó cầm khẩu đi này bực quá. Nó điên hết cả người ạ. 222 cậu ơi, 222. Ờ. Nó có turret không? Ờ, one shot. Too low. He's on shotgun. Thằng yếu. Hay. Nice. Cố tình bắn yếu hai người cho người ta thể hiện thôi. Các cậu hiểu không? Có phải kinh tâm không? Để gái gánh nhục thật cái gì mà? Ủa sắp gánh rồi đấy. Amen. Last. It's all. I mean, fuck him. I stun him. Room. Well. Wait. Go. Fuck. All good. It's all good. Cái gì? Trời. Hai. Súng lớn là thành con. Hồi đấy chưa, tớ bắn hai thằng tùm lum. Nó gãy chân rồi. No. We should hold this round. Ủa, cậu mua gì đấy? Marshall. Này, check à. Hay. Nice shot. Đâu. Thank you. Rồi. Một shot vãi liền. Bomb, spike. I stun him. One enemy remaining. Flash out. Short, last. I got short. Okay. Bắn lên, mà còn bắn không? He's low. Okay. Nó 150 máu hay sao ấy? Box. I'm slashing him. Ready? 3-2-1 flashing. I'm slashing him, I think. Nice though! Tớ bắn yếu rồi. Ôi dồi. On here now. Two garden. Vào. Sao mất nhiều thứ vậy? Trời ơi, sao chúng đây nào trời? Wait. Cậu đứng ở đâu ấy? Cậu đứng mid à? Cậu chỉ cần... Đứng mid. Cậu nhấp tí thôi nhá. Tôi nhìn link cho cậu này. Nhấp á, ở thế tôi nhấp tấp mid nhá. Ừ, cậu nhá thôi. Hình như là... B link có. Cậu đang kia A link à? B kìa? B vào sao? Chết, giật chết rồi. Nice shot. Beaming many. That is two. I saw. Hay rồi. Yo, dab. Yeah, thank you. Má cho nó, dội thật. được, tụi mình làm được. Watch short, I got your main.
Mấy 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 lost one. I saw him. I just saw him on contact. It's okay. He's chicken. Nice. Hey. Hi. Hay mà ơi. Really good here guys. Hay đấy cậu. Đẩy AM luôn là chiến á. Đây thôi. Good shit. Let's go team. Okay, I'm gonna be real here. So actually I'm Vietnamese. I know you're deaf. Em người Việt. Không ai bi à? Yeah, I'm actually American, so I don't know what you're talking about. Bruh. Yo, mopping top mid. Nhìn baby. Em có xem stream của anh mà. Anh có mic không? Ok, anh bật ngu lắm rồi. Đừng chửi anh nhá. All good. I think they're A. Stunning A main? Yeah, they're all A, I think. Anh lại lurk không? Có thể có thằng bò B nhá. Bò, mình nói. Nó smoke gì này? Cái gì không thấy? À, bi. Market. Cày thế. Em còn... Cũng khẩu lâu thế. Could be close. No! Ôi trời! Hai cậu ơi, chạy đi. Chuồng thôi. Hay! Tuyệt vời. Trời ơi, sao mình bắn chân đây na trời. My fault. I can drop. Hồi nó vẫn có tiền. Ai thế nào? Anh cho. Không còn có tiền à? Không có nghĩa đi đâu. Thank you. I can buy you cipher. Để tớ pick thử. Yo, Astro, you sounds like Malhi. Are you Malhi? Hả? Oh, you know me? Yeah, I know. I'm gonna cheat, man. No. Not her. I know her. A shot. Do you want to repick it? I can flash in 3, 2, 1. Nice. Bitch. Oh my God. I got aiming. Sounds H word. A tree now. No. A tree one. Close right. One more. Nice. Anh yêu nhỏ. A zone. Có A zone. Watching left. Yeah. Hey! Good round. Oh my god. Ôi tính là long. Say something, bro. Match point. MIG. Oh. You're the best. Ác quỷ. Được chưa? Được. 10 điểm chưa? Nổ cái nổ là nguyên cái nổ là quy. 10 điểm chưa? Cái nổ là quy. Nói người ta 10 điểm đi. Đúng. Tôi muốn nghe thấy em nói tôi 10 điểm. Hay thế nhở? Được rồi. Thank you. Thank you, chị. I'm happy. Wait. Party's not over. Come on. One more. Dead. Flashing hell. 1 HP. Jet under heaven. 1 HP. 1 HP. 1 HP. Nice. Under. Under heaven. Nice. Good round. Bro, I can't knife for my life, bro. I can't fucking knife. Nah, good game, guys. Mua, không phải mua. Good game. Được chưa? Được. Mà sao vậy? Đợi chết hai thằng đó. Ơi, không, tớ tưởng là có một thằng thôi. Tớ tưởng nó ở ngoài kia. Tưởng nha. Tớ huy tưởng tí. Ê, đấy. Ủa, cái gì đấy? Ủa? Sao thắng một trận mà lên hai rank là như nào? À, tại vì hình như là cậu chưa xong mấy game kia. Đang đi đã sao? Coi được 6/10 đó cậu. Có lên. Hai là 6/10 á, không được. Kiểu gì đây? Đời heo. Điêu thật. Hợp lý quá. Đợi tôi đi. Các bạn, tôi nghỉ đây. Chắc có chơi thêm tầm tí nữa thôi. Mà tôi nghỉ.